Quý vị sau khi sinh nhật của anh Viện tối hôm qua xong á, Tuyền xin thân mến chào toàn thể quý vị buổi tối. Quý vị ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 6 tây tháng 11. Thì sau khi sinh nhật anh Viện tối hôm qua đó, thì giờ này hiện tại là 11 giờ đêm ở bên Pháp. Thì ngày mai là tối mai gia đình của Trình My trở về lại bên Phần Lan rồi, cũng như là Gu đang đứng đây cũng về lại Phần Lan. Còn Tuyền với anh Viện với cháu Linh thì ngày thứ ba trở lại Hà Lan. Thành ra là đêm nay là cả nhà rủ nhau đi ra xem tháp Eiffel, để ngày mai Trình My với cả nhà về lại Phần Lan. Hiện tại thì cả nhà đang đi xe metro ra ngoài tháp Eiffel nè. Thì khi mình đi tháp Eiffel mà bằng metro á, thì rất là thuận lợi quý vị. Ví dụ như quý vị đang ở một cái chỗ nào đó thì quý vị sẽ nhìn thấy ở trên cái bảng này, ví dụ như mình đang đứng ở một cái nơi nào thì mình muốn đi đến tháp Eiffel thì ở đây nó có hiện nè. Đó. Cái quan trọng là quý vị nhìn ở bên ngoài nữa, ở cái vách tường á, là hiện tại là mình đang ở cái ga nào. Và nếu mà mình nhìn á, mình thấy là cái chữ ở trên á, nó để là cái tháp Eiffel ở cái chữ đó, thì mình cứ canh để mà mình xuống. Mỗi một vé như vậy á, chỉ có 16 đồng 90 cent thôi quý vị. Thành ra là mình đi xe metro cũng rất là thuận tiện cho mình để mà mình đi du lịch ở bên Pháp. Còn về vấn đề mà quý vị hỏi Tuyền về vấn đề mà bị mất túi trên xe lửa đó, thì quý vị cũng đừng có lo ngại lắm. Tại vì khi lên đây á, túi xách quý vị quải ngang giống như là quải xéo, giống như là một cái cháu đang đứng ở trước mặt của Tuyền. Thì Tuyền bảo đảm với quý vị là quý vị sẽ không bao giờ bị mất túi hay là bị giật túi. Còn nếu mà mình quải cái túi mà ở bên cái tay, cánh tay của mình á, thì cái tình trạng mất túi, giật túi thì nó rất là dễ xảy ra. Thành ra là từ ngày Tuyền đến Viện qua đây thì cũng may mắn là chưa bao giờ xảy ra cái vấn đề đó. Thì quý vị cứ yên tâm, mình cứ đi chơi thì đất nước nào nó cũng có những cái tình trạng là móc túi hay là giật đồ nó xảy ra. Nhưng mà nếu mình thận trọng hơn, mình bảo quản tài sản của mình kỹ hơn, thì cái vấn đề mà xảy ra chuyện móc túi hay là giật đồ thì nó sẽ không có ở khắp mọi nơi. Hiện tại chị Nhung cũng đang trên đường về nhà chị, nhưng mà Tuyền thì trên đường đi ra ngoài tháp Eiffel. Xe lửa giờ này là 11 giờ đêm nhưng mà cũng còn rất là đông quý vị. Sau khi đi có mười mấy chặng thôi thì cả nhà đã đến tháp Eiffel để ngắm tháp Eiffel buổi tối. Hiện tại là 11 giờ 15 phút tối ngày 6 tây tháng 11. Hôm qua sinh nhật anh Viện tổ chức sớm hơn mấy ngày là ngày 5 tháng 11. Thì đó, bây giờ cả nhà đi ra ngoài này thấm ngắm tháp Eiffel này quá đẹp luôn quý vị ơi. Không biết sao mà rất là nhiều lần Tuyền với anh Viện đã đến Paris và đã đến tháp Eiffel, nhưng mà lần nào mình cũng cảm thấy là mình rất là thích luôn á quý vị. Thích quá rồi. Mỗi lần mình nhìn tháp Eiffel, nhìn những cái chớp ở trên sừng sững á, tự nhiên là mình cảm thấy là mình vươn lên, mình có nhiều nghị lực và mình có nhiều mạnh mẽ hơn nữa để mình tiến xa hơn, và mình cảm thấy là mình phải phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn nữa. Cứ mỗi lần mà Tuyền thấy tháp Eiffel là Tuyền đều nghĩ đến những cái vấn đề đó. Ra đây mình thấy sao? Hơi lạnh nhưng mà tối Paris hôm nay đẹp lắm. Lúc nào thấy tháp Eiffel mình thấy mình cũng thích đúng không? Ngày buổi trưa hôm nay là cháu Linh đi chung với con gái của My và Trình. Thành ra là Linh tí xíu nữa Linh gặp ba mẹ ở tại đây. Bây giờ mình đi dài ra phía xa kia nữa, mình nhìn thấy tháp rõ hơn nữa. Chào buổi sáng toàn thể quý vị. Buổi sáng hôm nay là sáng thứ hai ngày 7 tháng 11. Thì chiều nay là Trình My ra phi trường 7 giờ bay về lại Phần Lan. Từ nhân viện cho Linh thì sáng mai về lại Hà Lan. Thì chị Nhung, chị Ái cũng như anh Huấn rủ cả nhà, mời cả nhà đi ra ngoài quán Ba Miền ở tại đường Black Italy. Rồi mình ăn phở ở đó. Tại vì từ trước giờ chưa bao giờ Tuyền ăn phở Ba Miền. Thành ra giờ cả nhà đang chờ metro đến đây đi nè. Thì
Hiện tại thì cả nhà đã ra đến Palazzo Italy rồi quý vị, thì gặp chị Ái. Ngày hôm nay thì anh Huấn có việc, thành ra anh Huấn không có đi chung được. Tối hôm qua thì gặp anh Huấn. Bây giờ cả nhà đi đến ba miền. Thì từ cái trạm metro mà Palazzo Italy ở bên tay trái của Tuyền nè, mình đi lên một cái là mình đi thẳng qua bên đường bên đây. Đó quý vị, đi thẳng đường bên đây thấy có một cái Mitono đây nè, là mình đi thẳng ở phía trước mặt của Tuyền, cũng nằm bên cái tay trái của Tuyền luôn. Thẳng trước mặt tí xíu thôi là quán ba miền nằm đằng đó. Và trên con đường này cũng rất là nhiều quán, ở bên kia là quán Việt Thái kìa. Mừng là buổi sáng hôm nay trời khô ráo, vẫn âm u nhưng mà trời khô ráo quý vị. Bây giờ cả nhà đang đi đến ba miền. Thì nghe nói là người dân ở Paris rất là thích ăn phở ba miền, nhưng mà thật sự ra thì quý vị biết là ở mỗi người có mỗi cái khẩu vị. Hôm trước vợ thì Tiền hay ăn ở phở bòm, nhưng mà chị Ái nói là phở ba miền cũng ngon lắm. Đây trước mặt là quán ba miền. Buổi tối thì cái quán này hiện lên chữ màu tím. Từ đây nè quý vị, nằm cái quán nằm ở đây là đi thẳng ở đó tí xíu có mấy bước là tới trạm metro ở Palazzo Italy rồi. Đây là đẻ ra từ Đà Lạt. Hiện tại thì hiện tại thì cả nhà đã vào trong quán rồi quý vị. Bây giờ là có thể là Tiền sẽ ăn bún bò Huế nè. Anh Viện ăn phở hả? Dạ. Đây là bên trong quán ba miền. Dạ. Khi mình vào trong quán có cái view ngồi cũng đẹp lắm quý vị. Ví dụ mình ngồi đây nè, mình ra ngoài đường, mình nhìn ra đường mình thấy là bà con cô bác đi ngang cũng rất là vui. Vừa ăn mà vừa ngắm cảnh nữa. Đây là trong menu á, trong menu Tiền mở ra Tiền thấy là có chả giò chiên nè, rồi cuốn nè, bánh cuốn gỏi. Tiền thấy trong này trong cái menu cũng rất là nhiều món. Đây là thịt xá xíu. Đến mì quảng nha. Bò lúc lắc. Bún bò. Ở bò bún chứ. Cái ăn đồ đi rồi biết. Chung chung ăn. Đặc biệt. À, trong này có như có lẩu nữa nè. Được rồi nha, cô chú uống gì không? Cà phê sữa đá. Tiền là Tiền kêu một ly cà phê sữa đá để uống hương vị Việt Nam. Từ ngày đến Paris giờ bữa nay ngày hôm nay mới được ly cà phê nè. Bỗng dưng đến đâu rồi? Rồi bây giờ là em uống thử cái ly cà phê sữa đá coi thế nào. Này giống Việt Nam. Dạ, thì mời quý vị uống cà phê sữa đá buổi sáng tại Paris nhé. Hôm nay là thứ hai ngày 7 tây. Dạ, ngày 7 tây tháng 11. Chị bác sĩ đi rồi, chị nói 10 giờ phải đi. Giống người Việt Nam. Ba miền. Cà phê sữa đá ba miền. Vừa mới quảng cáo là có thêm Tiền vừa uống xong Tiền quảng cáo thêm 2 ly nữa. Wow, trước tiên đó quý vị, mình vào mình kêu á thì mỗi một cái món ăn á là có một cái đĩa rau riêng nè. Đây là cái bún bò Huế. Bún bò Huế đẹp quá đẹp. Còn đây là những cái rau để ăn phở. Dạ, bún bò Huế á. Dạ, đó đây nè em. Đây là bún bò Huế. Dạ. Bún
Wow, cái tô bún bò Huế quý vị ơi. Là tái nạm dầu. Đây là ba cái đặc biệt ạ. Ba đặc biệt ở đây. Trước tiên là mình thấy màu sắc rất là hấp dẫn nè. Mùi thơm rất là hấp dẫn luôn. Ba biển thì ăn phở nè. Phở tái nạm dầu. Tô phở. Quá xa đã. Này là phở đặc biệt. Ái cũng phở đặc biệt luôn. Anh Viện thì phở tái nạm gầu. Tái nạm gầu. Dạ. Đúng rồi Đà Lạt. Đúng rồi Đà Lạt. Em không biết chữ số. Cái này là chung là mì bà phở tái viên. Dạ. Đây một cái tô mì Quảng của Trình. Mì Quảng Đà Lạt. Quá hấp dẫn luôn. Thấy tôm nè, thịt. Màu sắc thì rất là hấp dẫn đó. Rồi bây giờ Tuyền xin mời toàn thể quý vị ăn phở ba miền với gia đình của Tuyền nhé, chị Ái. Dạ, chúc cả nhà ăn ngon. Rồi bây giờ cả nhà mình ăn cho hơi cho biết hương vị thử coi như thế nào. Bây giờ cả nhà mình ăn cho biết cái hương vị ra sao. Là hút cái nước từ đây. Dạ, chứ tiêu là hút nước. Không ớt kiểu này con tử sao chịu nổi trời. Ô. Nào. Đậm đà. Nước dùng được không? Ok. Nhưng mà chỉ là mình cứ ăn ví dụ như là thiếu cái gì mình cho vô tương ớt, tương đen. Dạ. Mà chứ tiêu là tiền ngửi cái mùi á. Chứ tiêu là tiền ngửi cái mùi rất là thơm luôn. Cà phê không bình nữa, không gì. Trình, cho biết hương vị Trình. Tuyệt vời, Tân Bình. Y chang là mì Quảng Tân Bình Đà Lạt. Ngon hơn Đà Lạt chứ? Hơn. Biết hơn cái gì không? Hơn vệ sinh, hơn cái phục vụ. Hiện tại là buổi sáng sớm. Và bây giờ Tiền sẽ đến Tiền thưởng thức cái tô bún bò Huế của Tiền rồi nó ra sao. Chứ Tiền là thấy màu sắc là hấp dẫn lắm luôn rồi đó. Dạ. Ăn một cái tô thì no tí. Rồi, ai hút nước tải thấy sao hả? Được, nước được ăn ngon lắm. Cái mùi thơm lắm. Còn Tiền thì ngửi rồi. Mấy ngửi đây. Cái tô nóng ơi là nóng rồi đi. Qua bữa nay Tiền làm áo trắng đó chứ, ăn bún bò đi. cần cái yếm không? Cần cái yếm. Bỏ thân lên đúng cái này mà vô cái áo là tiêu. Đó chị. Tiêu liền luôn. Go. Bên đây Tiền mời quý vị nha, bây giờ Tiền nghiêm thử cái nước coi như thế nào. Cái shopping center bên đây nó có nhiều cửa hàng, cửa quán tồn tại bên đây. Wow. Không cần phải nêm nếm gì thêm nữa hết quý vị, rất là đậm đà luôn. Mình không cần phải nêm nếm gia vị gì vào nữa hết á, tại vì rất là vừa ăn. Và đây là bún riêu. Nhìn sặc sỡ luôn hả? Mì bún riêu. Bún riêu ba miền. Wow, quá ngon luôn. Đúng rồi, mình vô đây mình ăn này chung Nam Bắc luôn rồi chị. Này là miền Trung nè. Này miền Bắc nè, đất miền Nam kìa. Rồi em ăn thử chưa? Em nếm lại cái nước rất là đậm đà ngon. Gân nè, những cái miếng gân. Nắm mình sẽ bị chửi. Đến khi nó mắm mình sẽ bị chửi. Đâu? Anh nói lần sau anh qua anh ghé nữa. Lần sau qua đây nữa. Lần sau anh nói năm sau. Lần sau thôi. Đúng rồi, lần sau. Lần sau nhưng mà 2 năm mới đi. Đây là nhân viên của quán Ba Miền. Một cái tô bún bò rất là nhiều thịt luôn quý vị. Thịt về chân giò. Những cái thịt này ngon là trái, thịt bắp. Đó, những cái thịt bắp này. Anh nếm thử cái nước chị ấy. Em nghĩ nè, hợp với khẩu vị anh húng nè. Dạ, cái này cũng ngon này. Đúng rồi, mình nhận xét đúng. Sau hơn 5 phút cả nhà mình ăn thì thấy như thế nào? Phở thì ngon. Bà bè cho nên go. Còn các món bún thì quá ngon. Dạ, bún bò, bún riêu, mì Quảng ăn rất là ngon. Cô Nguyễn Hồng Nhung ra đến rồi. Quá đẹp, quá đẹp.
chưa ăn, chờ chị. Dạ, thêm tôm nữa. Dạ, ăn một con Nhung. Dạ, ăn một chị Nhung áo xanh, anh Viện áo xanh nè. Chị Nhung ngồi, chị Nhung. Không, chị Nhung ăn gì ạ? Không ăn. Nói qua lấy lại mà chưa ai. Ờ, cô chưa Hồng, cô Hồng Nhung ở. Cô Hồng Nhung lúc nào cũng đẹp hết á. Được. Ngon lắm bạn. Muốn bò. Mì Quảng Đà Lạt. Mì Quảng Đà Lạt. Ăn gì hả? Ừ. Wow. Mì Quảng Đà Lạt như một người Đà Lạt nấu. À, mì Quảng Đà Lạt. Quý vị ơi, sau khi hơn nửa tiếng, chắc gần một tiếng á, ăn phở, ăn bún bò, ăn bún riêu đã xong, bây giờ cả nhà Tuyền đi bộ vòng vòng chơi nữa. Thì cái quán Ba Miền này Tuyền thấy là khẩu vị ăn rất là ngon, đặc biệt là cà phê sữa đá ngon lắm quý vị. Nếu có dịp quý vị đến đây, quý vị đi đến Black Italy, cái chậm Black Italy á, đi lên cái là đi thẳng về cái hướng trước mặt, cái tiệm nằm ở bên phía tay trái để chữ Ba Miền, là quý vị ghé vào đây ăn thử. Tuyền thấy là khẩu vị rất là ngon. Dạ, bây giờ cả nhà mời toàn thể quý vị cùng đi một vòng chơi với gia đình của Tuyền một vòng nữa nha quý vị nhé. Dạ, đây là cô chủ rất là vui vẻ, dễ thương. Vinh. Đây là vui lòng khách đến mà vừa lòng khách đi. Lúc nào cũng tươi cười. Dạ, cái đó là cái quan trọng nhất. Dạ. Rồi hẹn ngày gặp lại nhé. Dạ. Hồi sáng em nghĩ em lấy cái dù cho nhưng mà lại quên. Sao kể sẽ là... Hiện tại thì chị Ái đang đưa cả nhà đến cái khu phố cổ mà nơi nhà chị Ái ở, mà cái ngôi nhà mà ngày xưa mà Tuyền với anh Viện với cháu Linh ở lần đầu tiên mà Tuyền có review ở trên phim của Tuyền á. Thì gần cái nhà chị Ái ở đây, chị Ái cho thuê cái apartment á, thì có một cái khu phố rất là đẹp và rất là cổ kính. Đi một đoạn thì ở đây có một cái bồn phun nước nè, đẹp lắm.